treo được sao? Làm sao? Thì treo lên đi kia. Đem cho anh mấy cái tờ giấy rời của MS. Cho anh miếng gỗ Makasa của AK. Hôm nay mình sẽ họp ở dưới. Ở tầng dưới tại vì mình sẽ lựa chọn vật liệu đồ nội thất luôn. Mình có cái phòng vật liệu, anh Thái Công sẽ làm việc cùng với Xuân. Sau khi mà anh chị chủ nhà và anh Thái Công thống nhất được cái mặt bằng thì bước tiếp theo là anh Thái Công sẽ làm việc về đồ nội thất. Hôm nay lung linh như cái đèn mắt camera. Mình vậy đi anh. Thì dựa trên cái mặt bằng và những cái phần mà bố trí nội thất trong nhà, anh Thái Công sẽ lựa chọn với chính anh chị đó từng món đồ luôn. Okay. Bây giờ mình sẽ coi đồ nội thất ha. Theo quan điểm của anh Thái Công thì anh Thái Công không có phân biệt công trình lớn hay nhỏ, villa hay là căn hộ. Thì nhưng mà anh Thái Công yêu cầu mỗi công trình nó phải mang được cái màu sắc và cái cá tính riêng của người chủ nhà. Để chọn những đồ nội thất trong nhà thì anh Thái Công phải hiểu được cái vị chủ nhà này rất là rõ. Thật sự cái nhà mình á, là anh sẽ chọn tất cả những sản phẩm mà thật sự gọi là super luxury hết. Thì nó mới đẳng cấp. Tại vì thật sự cũng đâu có nhiều đồ. Đây chỉ có cái sofa, cái bàn thôi mà bây giờ mình chọn cái mấy rẻ tiền đâu có được. Đúng rồi, nhà em có chút xíu à, chút xíu super luxury đúng không? Đi. Dạ đúng rồi. Cái quan điểm của anh Thái Công là không có quan trọng là cái diện tích nó lớn hay là nó nhỏ, quan trọng là mình có thể là làm đẹp được đến đâu. Nếu mà mình nhỏ mình vẫn có thể làm đẹp được trên những cái chiếc du thuyền hay là những chiếc xe lửa. Diện tích người ta rất là eo hẹp nhưng mà người ta hoàn toàn đều có thể là dùng vật liệu, màu sắc và sử dụng đồ nội thất rất là cao cấp. Thì đối với những cái công trình này, tuy diện tích nó không phải là quá lớn như là những cái căn villa khác, nhưng mà cái cách anh Thái Công phối hợp vật liệu cũng như là màu sắc thì cũng đem đến một cái không gian thực sự rất là luxury. Bây giờ qua tới giai đoạn này là anh muốn custom made cho em. Có nghĩa là bây giờ cái fort em thấy ok rồi, có nghĩa là bây giờ qua cái giai đoạn là anh đi từ từ với em. Và em anh đưa ra ý kiến, em thấy nó cái màu sắc em thấy nó làm sao em cứ nói. Và anh em thấy bây giờ nó con đứa con nó sợ làm dơ thì anh không có chọn cái dải lụa. Và anh nói là người bây giờ mà nếu mà đứa con mình mà nó còn không được sống trong ngôi nhà mình thì mình xây cái nhà làm chi? Dạ, đúng rồi. Đúng không? Rồi mình né nó nữa, đúng không? Nó, dạ. Tội nghiệp nó. Một cái đứa nhỏ khi mà nó sống trong một cái môi trường sống cùng với ba mẹ, cùng với những cái đồ nội thất này, cùng với lối sống này thì khi lớn lên cái tính cách của nó cũng sẽ được hình thành và nó theo cái lối sống này khi mà nó trưởng thành. Anh Thái Công cũng hiểu được cái lo lắng của người chủ nhà và cũng giúp cho anh chị hiểu được là một cái đồ nội thất có giá trị mình phải xài cho nó đúng cái mục đích của nó. Dù có giá trị cao hay giá trị thấp thì nó vẫn là một cái ghế để mình hưởng thụ cho một cái cuộc sống hàng ngày. Anh muốn em rất là thời trang, quyền lực, đem những đó cái cũng là điều em muốn. Đúng không? Dạ. Mà những cái nội thất này nó chỉ là làm cho em đẹp lên thôi, chứ nó không có cạnh tranh cái vẻ đẹp của em nữa. Nó không được cạnh tranh. Em thấy còn nói chị. Dạ. Đúng không? Đúng. Em tưởng tượng em ngồi vô cái ghế mà cái ghế nó đẹp hơn em nữa. Nó kỳ lắm. Đúng không? Bởi cái ghế này nó chỉ là phục vụ mình thôi. Tất cả những cái sản phẩm dù nó có cao cấp đến như thế nào đi chăng nữa nhưng mà anh Thái Công đều tư vấn và lựa chọn những cái vật liệu mà đem đến một cái sự thoải mái nhất cho người dùng. Chính cái điều đó thì nó làm cho người khách hàng cảm giác như là mình đang sống và tận hưởng một cái cuộc sống thực sự. Chính vì cái đó thì cũng giúp cho anh chị hiểu được một cái đồ nội thất nó giá trị không phải là bản thân nó mà nó còn giúp cho mình thay đổi cái cách sống và cái lối sống, cái suy nghĩ của mình nữa. Anh đang soạn vài cái dán tường này của MS.
của MS thật sự. Để, cái lấy cái hộp của MS. Tại MS em. Mà em rất là thật. Chưa có ai ở đây mà bình thường nhất đây cơ hội này mà xài cái giấy từ MS. Tại khách bóp MS ha. Có nè, tôi cái giấy từ MS của MS luôn á. Đây nè, MS. Trời ơi. Rất là thời trang luôn ha. À, anh Thái Công thiết kế cái căn nhà này tập trung vào Xuân rất là nhiều. Và Xuân là một người rất là yêu thích về thời trang, có cái đam mê rất là lớn về túi xách, quần áo. Vì vậy thì anh Thái Công đưa những cái yếu tố, những cái vật liệu từ thời trang qua nội thất rất là nhiều. Thì bây giờ hôm qua anh có tới cái nhà anh xem lại á, thì thật sự cái mà màu trắng, tất cả cái tường màu trắng á, là anh muốn ghen tường hết. Thì cái mình sơn nó không có đẳng cấp và cái nó sần sần, bởi vì cái mình nhìn nó tưởng nó màu trắng, thì mình sang hết cái này đi, em nhìn nó trắng, nó có bông ở trong đây, mình chỉnh kỹ mình thấy chị khác, nhưng mình nhìn sơ mình thấy nó có lấp lánh cái màu kim nhũ ở trên đây. Nhìn thấy Xuân mang một cái túi xách như vậy, anh Thái Công hình dung được là Xuân thích cái kiểu gì, thích cái thương hiệu đó vì cái tính nữ tính mềm mại chẳng hạn, thì anh Thái Công sẽ dùng những cái yếu tố đó để đưa vào trong cái thiết kế của mình để nó mang tính thuyết phục hơn. Hay là anh thấy cái này cũng đẹp nè. Cái anh thấy cái này nó hợp với anh từng hết á. Đó, anh thấy cái Louis Vuitton này. Ồ. Mà cái này đi anh ơi. Mà này hả? Ồ này đi. Ồ. Nè, trắng lợt, nhìn xa mới thấy cái bông. Đẹp không? Đẹp. Đẹp không? Đẹp đẹp. Mà đẹp ha, có là mình thấy đơn giản. Trời ơi, không nhận cái này đẹp lắm luôn á anh. Đẹp lắm luôn không? Đẹp lắm luôn. Đẹp không phải đẹp bình thường đâu trời. Cái này là hình ảnh á, mấy cái quay phim á, làm sao thấy cái này được. Làm sao thấy được. Cái hình 3D em vẽ rờ, em rờ không? Em rờ. Em rờ giờ nè, mới thấy được chứ nhìn không thấy được. Duplex hả? Duplex hết. Dạ, tất cả cái gì mà cái không gian mà nói chung là màu trắng á, là anh sẽ dán hết tất cả cái này lên. Nội thất thì không cần phải quá nhiều vật liệu, nhưng mà nội thất cao cấp á thì họ sẽ sử dụng rất là nhiều vật liệu, vì đó là cái tạo nên cái giá trị của món đồ đó. Trung bình một cái đồ nội thất thì nó sẽ tầm khoảng chừng 4 vật liệu. Nó có option về da hoặc vải, nó có kim loại. Kim loại thì có thể là chọn đồng, hoặc là vàng, hoặc là màu bạc. Gỗ thì có rất là nhiều loại gỗ. Nó có gỗ có vân, có gỗ không có vân, nó có gỗ bóng, có nó gỗ mờ. Đó thì cái đó là cái chuyên môn của Thái Công làm cho khách hàng. Rất đẹp luôn ha. Em thích cái dạng ghế thấp này nè. Yeah. Cái này mình nguyên bọc da luôn nha em. Bọc da hết nha. Rồi ở đây là mình lựa cái màu đồng luôn. Thì em muốn cái màu hồng này cũng được, em muốn cái hồng gold này cũng được luôn. Thường những đồ nội thất mà anh Thái Công chọn cho chủ nhà, nó sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn về vật liệu. Hả? Màu đen, hồng gold đen hết mình chơi. Vậy hả? Hồng gold đẹp quá hả? Hồng gold nó không có sến nè. Dạ đẹp. Dạ. Những cái yếu tố mà thời trang anh Thái Công đưa vào trong cái công trình lần này, ví dụ như là những cái ghế của bàn ăn, thì anh Thái Công sẽ chọn một cái vải twist. Mà cái vải này thì nếu mà ai là tín đồ của thời trang thì sẽ thấy là những cái hãng như là Chanel hay Dior hay thường dùng để làm những cái chiếc áo đầm rất là lộng lẫy. Anh muốn vô là rất là thời trang luôn. Dạ. Hả? Đẹp quá. Hả? Tại sao nội thất có thể đẹp như vậy? Thời trang rất là thời trang nội thất. Chọn đồ nội thất đã khó rồi, nhưng mà chọn cái vật liệu cho cái đồ nội thất đó mà tất cả đồ nội thất nó đều đồng nhất với nhau về phong cách, về vật liệu, về những cái tông màu với nhau á, nó còn khó hơn nữa. Thì cái đó là một cái chuyên môn của Thái Công và những cái giá trị Thái Công mang lại cho khách hàng. Bởi vì những cái sản phẩm này là bên anh là độc quyền, có nghĩa là chỗ khác không có bán, chỉ có một mình anh bán thôi. Mà rồi thứ hai nữa là một cái sản phẩm này chừng nào mình đặt người ta mới sản xuất cho mình, chứ không phải là người ta có sẵn. Bởi vì người ta sản xuất, bây giờ mình đặt 6 cái, nó mới sản xuất 6 cái này. Mà em có biết bao nhiêu vải này, bây giờ biết bao nhiêu vải này mà còn 2 cái trộn lại nữa. Dạ, đúng đó. Rồi thêm một cái màu đồng nữa nha. Khi mà một cái đồ nội thất mà nó có nhiều vật liệu á, thì bắt buộc là cái phần gia công của nó phải rất là sắc sảo. Để sản xuất ra một món đồ nội thất mà có rất là nhiều cái vật liệu với nhau thì nó rất là khó. Cái kỹ thuật của nó phải cực kỳ cao, và những cái món này nó phải phối hợp với nhau về màu sắc, về tỷ lệ, về cái cách thức thi công. Cái đó là cái mang lại cái giá trị về không chỉ là về thiết kế không, mà nó còn mang lại một cái giá trị thực tiễn cho cái đồ nội thất. Sơ bộ đó, bây giờ mình qua cái phòng làm việc của em. Có mình em ngồi, chí đỗ ngồi hả? Có, ai cũng ngồi đó. Có ngồi không?
Chí ngồi thì anh phải chọn cho hai đứa ngồi chứ hả? Thôi mình em ngồi. Cần em ngồi. À, ok, tại vì tự nhiên Chí ngồi theo cũng được. Ok, cứ thế. Chí thì sẽ ra công ty, còn em thì sẽ ở nhà. Cưng vợ dễ sợ luôn. Cưng vợ dễ sợ. Em may mắn lắm luôn đó. Anh thấy không có tạo một cái khu vực làm việc nhưng mà nó không có quá là nặng nề như là một cái văn phòng, một cái gọi là một cái văn phòng nhưng mà nó rất là phong cách. Và người khách này hoàn toàn có thể là họp với những cái người nhân viên cấp cao của mình hay là những cái người khách quan trọng, để cho những cái người khách người ta có thể hiểu hơn về cái cá tính của cái người chủ nhân. Cô xem bao nhiêu này? Cái bộ ly anh thấy không mới vậy? Đi hả? Sao em biết hả? Bây giờ em muốn cái ly này giống như là của Marie Antoinette, là bà vợ của ông vua Louis XVI. Bà thật sự có uống cái ly này không? Ồ, cái màu hồng này y chang cái màu hồng này. Quá đẹp. Tự nhiên là đúng là màu hồng luôn á. Hả? Màu hồng rosé. Hả? Quá đẹp. Hả? Đúng không em? Thế tự nhiên cái gì tự nhiên cái màu trắng nó có xuất hiện cái màu hồng. Đẹp hả? Cái ly. Cái ly là mình nhìn cái nước nó ngon nha. Em có thấy vậy không? Giống như là mình cảm nhận cái đó. Dạ. Mình cảm thấy mỗi lần gặp anh Thái Công hoặc tới làm việc thì giống như là một cái cuộc hẹn hò vậy đó. Nên là thú vị nhiều hơn, không có một chút áp lực hay căng thẳng. Santé. 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 Chúc mừng. Cheers. Cheers. Có nghĩa là santé là chúc mừng sức khỏe. Ok, cheers. Mình không nghĩ rằng cái chuyện chọn nội thất nó lại rất thú vị như vậy. Hồi nãy anh Thái Công có chia sẻ một thông tin mà mình thấy rất là hay trong tư duy của anh. Anh Thái Công bảo là cái công việc này nếu mà nó không có thoải mái thì vợ chồng rất là dễ có thể xích mích với nhau. Và thật ra người ta thường hay kỳ vọng cái sự lãng mạn có thể là rải hoa hồng hay là những cái điều bất ngờ. Nhưng thực chất những cái chuyện như lựa chọn nội thất trong một cái tổ ấm của mình thì nó cũng thời gian khoảnh khắc này nó kiểu nó lãng mạn. Yeah. Đúng, nó phải là lãng mạn và romantic mà lúc nào cũng phải ngồi ở bãi biển thấy cái mặt trời lặn rồi là uống champagne romantic. Nhiều khi cái đó nó có thể là hơi xến đi, nhưng mà thay vì mình ngồi để uống champagne mà mình lựa nội thất này trong xây lên cái tổ ấm cho mình á, thì cái này là cái romantic moment nhiều hơn luôn á. Wow. Nhưng khi nói là mình hai đứa đẩy cái xe chợ mà mua đồ ăn rồi về nấu ăn chung với nhau thì nó còn romantic hơn mà người ta rái bông hồng rồi mình ngồi xuống mình tưởng tượng nó là romantic. Ta nói là dễ thương á. Trời ơi, anh siêu dễ thương á. Giống như anh Thái Công đã nói, thương hiệu Thái Công không bán nội thất mà thương hiệu Thái Công bán phong cách sống. Khách hàng đến với Thái Công không phải là chỉ mua những đơn thuần những cái món sản phẩm nội thất. Cái quá trình tìm hiểu, cái quá trình đến với Thái Công với một cái công trình là đã tận hưởng rồi. Vì vậy anh Thái Công luôn muốn đem đến những cái niềm vui, những cái hạnh phúc cho những cái người chủ nhân này khi người ta thực hiện một cái căn nhà, giảm thiểu hết tất cả những cái mệt mỏi và những cái quá trình làm việc cùng nhau, lựa chọn vật liệu cùng nhau. Anh Thái Công thấy đó là một cái khoảnh khắc rất là lãng mạn của những cái đôi vợ chồng trẻ như là Xuân với Trí. Bây giờ có nghĩa là hôm nay á mình toàn cái gì, sau đó anh sẽ làm một cái board này lại lần nữa rồi mình kiểm tra lại có cái nào nó matching sao mình anh thấy tổng quát lại. Bây giờ cái nào mà được thì em cứ dán cái đó lên giùm anh đi. Thì cái gỗ đó, đó em dán ba cái miếng đó lên chỗ này giùm anh. Sau cái bữa ngày hôm nay thì anh Thái Công sẽ xếp những cái món đồ này vô layout, check kích thước lại một lần nữa. Xong nếu tất cả ok hết thì bắt đầu anh sẽ làm một cái bảng báo giá. Thì đó thì anh sẽ xem thử là tổng giá lại bao nhiêu tiền. Rồi xong đó mình đặt đồ. Đặt đồ. Đặt đồ xong đó là ở Việt Nam bắt đầu khi mà đồ đặt xong xuôi hết rồi á thì bắt đầu ở Việt Nam mình bắt đầu mình sẽ sửa ra, đập tường ra, làm gỗ, làm trần, bắt đầu anh đặt cái dán tường về dán trước, làm mấy cái lỗ treo điện, làm đèn xong xuôi hết, xong rồi làm cây cối ở ngoài, rồi sau đó là đồ về là em dọn lại, em ở làm vô ở luôn. Nói chung là đợi đồ về là cái cuối cùng. Đúng rồi, cuối cùng là còn trang trí cái đó rất là nhanh, đó anh sẽ chuẩn bị hết.
và để cho khách hàng hiểu được cái quá trình mà để lựa một cái vật liệu cho một cái sản phẩm nó công phu đến mức độ nào. Đặc biệt là Xuân khi mà làm việc với anh Thái Công những cái sản phẩm rồi thì Xuân thấy là wow, cái công việc thiết kế nội thất này nó quá là cầu kỳ và công phu. Nhiều người người ta suy nghĩ là người ta cầm cái cuốn catalog, lựa cái này rất là dễ, nhưng mà thực chất nó không phải là vậy. Cái này nó ráp với cái này cái kia, thật sự em rất là kiểu mới đầu rất là hấp dẫn, nhưng mà sau đó em kiểu căng thẳng quá. Nên là em nghĩ là thôi em sẽ nhường cái phần này cho anh Thái Công, là anh sẽ quyết định tất cả mọi thứ. Và em nghĩ là em sẽ coi cái bản cuối cùng. Và Xuân cũng nói luôn, thật sự ra Xuân cảm thấy rất là may mắn khi mà mình tự nhận ra được mình không có đủ khả năng để làm những cái việc đó. Và mình nhận ra được điều đó và mình đi tìm một cái người chuyên môn như anh Thái Công để đem ra được những cái lời tư vấn. Thì Xuân thấy là thực sự là cái đó là một cái may mắn. Có những người người ta không thấy được cái đó, và người ta không thấy được là, và người ta nghĩ là người ta làm được, cái đó mới là một cái điều sai. Mà Xuân thì thấy được cái rõ ràng cái sự khác biệt và thấy được cái giá trị khi mà tìm đến Thái Công để anh Thái Công tư vấn cho cái căn nhà lần này. Anh thấy hôm nay là Chí với Xuân á làm việc rất là giỏi luôn á. Dạ. Như là rất là giỏi luôn. Nửa project rồi đúng không? Dạ, ngày mốt là anh thất nghiệp luôn rồi đó. Xuân là thành thiết kế nội thất luôn rồi đó. Wow. Ok. Vậy là bữa nay là làm giỏi quá thì anh mời hai người đi ăn ha. Dạ, trời ơi, thích quá, giống như là được cưng chiều. Dạ ha. Mặc dù nãy giờ ngồi không mà anh thấy con làm không mà. Ok. Bố ơi, em đặt giùm anh cái nhà hàng ở ngoài màu xám. Em biết không? Ok, anh ăn bữa với anh Bình đó. Anh có đi ngang. Dạ, ăn. Dạ. À, cái nhà đó em có đi ngang, em thấy nó rất là ngạc nhiên, là không có bản hiệu gì hết trơn. Ồ dạ, em biết được đâu đúng không? Dạ, nhưng mà chưa bước vô. Ok. Ok. Thử đi. Yeah, let's go. Yes. Ok. Cảm ơn nha, cảm ơn trợ lý. Sẽ có một buổi làm việc thứ hai, thì cái buổi tiếp theo đó sẽ là anh Thái Công dựa trên những cái mà đã chọn với anh chị để anh Thái Công hiểu được anh chị thích những cái món như thế nào. Hello. Bonjour. Gặp anh Thái Công là thấy lửa rồi đó. Gì hả? Đây lửa sao? Sưởi ấm mọi dạ. Đúng không? Ừ. Thì cái buổi thứ hai là cái buổi mà anh Thái Công đã hoàn thành xong danh sách đồ nội thất của căn nhà của anh chị và trình bày cho anh chị một cái concept tổng thể. Không, phòng ngủ của em là anh có nghĩa là anh Thái Công chọn đầy đủ đồ từ giường, bồn tắm, ghế nằm, đồ trong nhà tắm, và đặc biệt là nguyên một cái set đồ của em là nhập từ bên Ý về hết. Rất đẹp luôn. Bây giờ anh phải ưu tiên cái này cho em, tại vì anh biết là em rất là thích mặc đồ quần áo đẹp. Rất đẹp luôn. Đẹp. Cái tủ quần áo là tủ rời, mình không có cần fit out. Cái này em cứ để vô thôi, nó đẹp nhất. Cái này mà ta đóng thì không bao giờ đẹp được. Cái tủ này, nguyên cái bộ này. Anh Thái Công rất là phải dùng từ là rất là kỹ cái việc mà đóng đồ nội thất. Thì anh chị chủ nhà này cũng rất là đồng ý với quan điểm của Thái Công, vì anh chị cũng hiểu là
một cái đồ nội thất nó nhập từ Âu Châu nó khác, và một nội thất khi mà nó đóng tại Việt Nam thì nó khác. Và nó cũng không có thể đạt được một cái sự hoàn hảo về tỷ lệ cũng như là thiết kế, cũng như là cái cách gia công của nó không được sắc sảo như cái đồ nhập từ nước ngoài. Concept của em là anh không có đóng tủ, mà tủ trông như giống như y chang vậy nè. Thì anh để cái phòng anh để rờ giống như cái tiệm Gucci đây á. Yeah. Cái tủ nó cũng để rờ vô. Nó mới bảo đảm được cái quality. Không thôi mà em kêu thợ mộc mà đóng cái này như nào thì đóng rất là xấu. Cái sản phẩm mà Huy thấy đặc biệt nhất trong cái công trình lần này là đó là một cái gương cổ điển nhập 100% từ bên Ý về, và tất cả cái gương này được làm bằng một cái khung đồng mạ vàng rất là đẹp và cái size rất là lớn. Không là bằng lá, nó bự lắm, nó một đẹp quá, nó cỡ 2m cao. Cái này ai nhìn chắc là phải lấy điện thoại ra kiểu tự sướng liền. 2m cao hơn. 2m. Nè, nó đây nè. 24 carat fine gold. Nhàn lá. Không, cái này đẹp quá, anh lấy cái này đi anh. Anh chị chủ nhà này làm anh thấy công rất là bất ngờ, vì anh chị chọn một cái sản phẩm, một cái gương rất là lớn. Cái điều đáng nói là cái sản phẩm này cái giá trị của nó rất là cao, nhưng mà chị lại chấp nhận đầu tư những cái sản phẩm này cho cái ngôi nhà của chị. Nó đẹp khủng khiếp, nó làm bằng lá thiệt mà. Là bằng lá cái viền xung quanh hả? Lấy hình. Thì đối với một người yêu thích về thời trang và yêu thích những cái sự mà độc đáo, đặc biệt và nó là unique, cái bản thân của anh chị cũng thích là một người khác biệt so với những người khác. Và cuối cùng anh chị quyết định là chọn cái gương này để tạo cái điểm nhấn cho ngôi nhà của anh chị. Như mọi người cũng biết thì đây là một cái công trình theo cái gói là trang trí nội thất của công ty Thái Công. Thì trong cái gói này thì không có thực hiện hình ảnh 3D, nhưng mà khách hàng vẫn đồng ý tất cả những cái phương án tư vấn của anh Thái Công và mua hầu hết tất cả những cái sản phẩm đồ nội thất đó qua lời tư vấn của anh Thái Công. Tới ngày hôm nay mà em chịu bỏ ra mua cái ghế sofa này á, vì á là em cũng tương tự với anh. Đúng rồi. Cái thẩm mỹ tới cái hiểu biết em mới mua. Bây giờ em phải tin tưởng anh mua cái này, thì có nghĩa là anh phải sống một cái cuộc sống rất là lâu dài trong cái này, quen biết thì em mới tin tưởng mà anh mới mua được. Và cái điều đó nó cho thấy được là những cái người khách hàng của công ty Thái Công đặt một cái niềm tin rất là trọn vẹn cho anh Thái Công và tin tưởng hoàn toàn tuyệt đối. Vậy anh phải nghiên cứu rất là nhiều, anh mới thiết kế ra một cái không gian gì. Có nghĩa là nếu mà người khác mà chê em á, em cứ lôi tên anh ra. Thôi yên tâm đi, anh bảo đảm cái nhà này là không có chỗ nào mà chê. Em lôi anh ra đi, được rồi ra đi. Có nghĩa là em mua luôn cái đó. Có nghĩa là anh bán cho em một cái tự tin luôn trong đây. Có anh bảo đảm được cái test này là một cái test, international test. Thì Huy bảo đảm là những cái công trình của anh Thái Công làm theo đúng những cái gì mà anh Thái Công tư vấn thì nó sẽ đạt được một cái gu thẩm mỹ. Mà thẩm mỹ đây là thẩm mỹ quốc tế. Huy có thể khẳng định được là tất cả những cái hình trong cái không gian này đều có thể tự hào ở trên những cái tạp chí về nội thất hay là kiến trúc của quốc tế. Đúng